Dạ rồi, em chào anh chị nha. Dạ vâng, anh chị cho em xin phép được hỏi anh chị tên là gì và đến từ đâu? Anh tên Nghị, vợ anh tên Nga, đến từ Sóc Trăng. Dạ, gia đình nhà mình là đến từ Sóc Trăng đúng không ạ? Dạ. Dạ, hôm nay là về Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì ạ? Tìm cháu bé Tô Mỹ Cầm á, Tìm con hay tìm tìm cháu? con, tìm Tìm con. con. Tìm con. Dạ. Con gái nhà mình tên là gì hả anh? Tôi thì Mỹ Cầm. Tô Thị Mỹ Cầm, bé năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ được 14 tuổi ngoài. Dạ. Sinh năm 2009. Con gái nhà mình bỏ đi lâu chưa? Dạ bỏ đi bữa ngày 31 tháng 5. Ngày 31 tháng 5. Hôm nay là ngày 12 tháng 6. Dạ. Em mời chị chia sẻ chi tiết sự việc cụ thể con gái nhà mình bỏ đi như thế nào cho tất cả cô chú anh chị, cộng đồng mạng được biết. Em mời chị. Dạ, từ bữa nó đi qua bên ngoại nó chơi, em dắt đi ngoại nó chơi, cái có người, có ông, có bạn của nó là Thạch Minh Đạt đó, là Dạ. nhắn tin lại là rủ nó đi lên đây chơi, mà đi không giờ em nhắn tin người em biết gia đình của cha mẹ của bé luôn, là em lại em xin năn nỉ người ta, đừng kêu người ta dắt em lên đây đừng kiếm con em về, nhưng Dạ. mà gia đình nó không có cho địa chỉ. Dạ. Cái thời điểm mà con gái nhà mình bỏ đi là bỏ đi ở Sóc Trăng luôn đúng không ạ? Dạ Hay ở đúng, đâu? dạ bên Sóc Trăng luôn, Bỏ đi ở Sóc Trăng, trước giờ là bé có huyện trước giờ bé cũng đi đâu có Trước chơi giờ là bé còn đi học không? nhà con, Đang học lớp mấy? nhà học lớp 8, Học lớp 8, bé có ngoan không chị? nhà bé cũng ngoan, ở nhà cũng ít nói lắm, Tình trạng học lực của bé như thế nào? nhà bé học giỏi á. Học giỏi đúng không ạ? Còn bản thân anh chị làm cha làm mẹ là làm ở quê hay là đi tha phương? Ở quê Ở quê luôn ha. Gia đình nhà mình được mấy người con? hai Bé này là thứ mấy? bé này lớn còn đứa em kế nữa Trước khi bỏ đi bé có cái dấu hiệu gì bất thường không? không, Khi đi thì con gái nhà mình có đem theo phương tiện quần áo tài sản gì không ạ? không có đem đi gì hết Không có đem đi gì ha. á, Có chỉ để có cái lại điện thoại thôi, thư từ hay là lời nhắn gì không? không Dạ luôn. không. Và cái lý do chính là đi đi là đi đâu? Cái lý do chính á, bé đi vì cái điều gì? Này là người ta dẫn dắt bé đi. Người ta dẫn ha. Ờ Mình dựa vào đâu mình biết được người ta dẫn đi? thì cũng có người thấy xe là chở. Tức là có xe tới gia đình nhà mình về Sóc Trăng đúng không ạ? Thuộc huyện, cái đó là thuộc huyện. Dạ. Xe đấy là xe máy hay xe ô tô? Xe Xe máy. máy. Mình có nhận dạng được cái biển số xe, màu xe gì không ạ? Không. Không ha. Mình có biết cái người chở đấy là con gái con trai không? Con trai Con trai. Độ tuổi khoảng bao nhiêu? tầm khoảng 20 hai mấy tuổi gì đó, Dạ. Khu vực xung quanh nhà ở mình có camera không anh? không là khu đó không có đâu. Không có ha. Và từ ngày 31 cho tới nay thì anh chị có liên lạc được với con gái mình không? Có liên lạc được một hai lần gì đó Những lần liên lạc đấy thì con gái nhà mình nói gì? thì cũng giống như là báo là đã đi theo cái người đó lên tới chỗ rồi, Tới đâu ạ? là Tới nói Bình là Dương. Bình Dương. Tức là theo cái người đàn ông thanh niên đấy Dạ. lên tới Bình Dương. Còn gì nữa không anh trai? Thì bé chỉ báo biết, mình chỉ biết bé còn sống vậy thôi, nhưng mà địa chỉ thì không ai cung cấp hết. Rồi nói vài tiếng là bé tắt máy, là mình không thể liên lạc được. Có thể rằng bây giờ con gái nhà mình đang bị khống chế ép buộc. Dạ, khả Đó năng đó là càng điều cao. có thể xảy ra. Dạ. Trước đây là tất cả các mối quan hệ bạn bè của con nhà mình, bản thân anh chị có nắm bắt được không? Em nói đây. Dạ bé từng bị ông Thạch Minh Đạt này về tội hành vi giao cấu cho em dưới 16 tuổi. Ồ, tức là đã trước khi bỏ đi Dạ, đã đã gọi có là tiền án rồi. đã có quan hệ với con gái nhà mình rồi hay Dạ như thế đúng nào? rồi, em cứ làm đơn cho bên Lâu Dương. chưa? Dạ cũng đầu năm á. Đầu năm là vậy là con nhà mình đã bỏ đi một lần rồi hay Không, như không thế có đi. nào? Ở nhà bé vẫn đi học. Mà dạng như lại tới trường nó dụ dỗ chở bé Ly về nhà, về nhà của bên ông Thạch Minh Đạt hay nè. Đạt đấy là ai? Đạt nó là bạn của nó vậy á. Nhưng Quê quán mà ở đâu chị biết được không? về bên ấp Tà Ông. Mình có liên lạc với đây lại Đạt này chưa? Dạ Có liên lạc được, đầu tiên có liên lạc được là được. cũng hứa, hứa là dắt cháu về. Nó nhưng mà cứ hứa không à.
qua tới nhà mình năn nỉ luôn mà cũng không dắt cháu về, cũng không cho địa chỉ. Cái sự việc của con gái nhà mình có báo cơ quan chức năng công an ở Sóc Trăng chưa ạ? Có. Bên công an họ giải quyết rồi đúng không ạ? Nhận hồ sơ rồi đúng không ạ? Có. Tức là đến giờ phút này thì gia đình nhà mình chắc chắn 100% rằng là con gái nhà mình bị cái đối tượng Đạt dụ dỗ đi đúng không ạ? Dạ đúng. Chắc không ạ? Chắc. Tại vì nó điện lên là thấy mặt đó lửa đó luôn. Vậy là gia đình nhà mình cũng liên lạc cho cái đối tượng Đạt này rồi. Và đối tượng Đạt này cũng thừa nhận là có dẫn con gái nhà mình đi. Và như chị, bản thân chị là mẹ và chị cũng đã chia sẻ trước đây là con gái nhà mình và cái đối tượng Đạt này đã dụ dỗ và đã gọi là quan hệ với con gái nhà mình rồi. Đúng không ạ? Dạ đúng. Sau cái lần đấy mình không báo công an. Dạ cũng em cũng báo rồi. Vậy bây giờ đang xét xử á, mà bây giờ á, mà sao mà không có bắt giữ không anh Đạt, bây giờ dắt bé đi rồi. Bây giờ Tức em là cũng gần ra tòa đó, chuyện đó cũng gần ra tòa đó, lần trước tức là tại địa phương luôn, tại địa phương là cái đối tượng này thường thường là công việc của đối tượng này là làm cái gì, em cũng không biết nữa. vậy là quen con gái nhà mình bằng cách nào? Qua điện Điện thoại trên thoại. mạng không ạ? Vậy rồi là dụ dỗ con gái nhà mình. Bây giờ em xin phép mời chị chia sẻ chi tiết cái lần đầu tiên sao nhà mình biết được con gái nhà mình bị cái đối tượng này quan hệ. Dạ em thấy ở trong bóp của bé có thuốc ngừa thai, rồi xong cái em mới hỏi hỏi mấy sếp chi ra đó là bé nói như thế. Bé là nói là có lại nhà bạn đó, là ở như bạn đó có quan hệ với bé, rồi cho nên em mới thương Bé bé có chia nhiều. sẻ là nhiều lần chưa? Dạ không có chia sẻ, em chỉ nghe vậy rồi cái em mới đi thưa công an, rồi công an vào cuộc là bên kia anh ta khai đó là nói là quan hệ với bé là 2 lần. Quan hệ với bé 2 lần cũng đã Dạ thừa nhận hết rồi ha. dạ Và lần này lại tiếp tục ngày 31 tháng 5 đúng không ạ? dạ Thì đúng. lại tiếp tục lên kế hoạch để mà dẫn con gái nhà mình bỏ nhà đi. Và hiện tại thì bây giờ như anh chị bậc làm cha làm mẹ thì đang nghe được cái thông tin rằng là con gái nhà mình hiện tại đang ở Bình Dương đúng không ạ? Và mình cũng có liên lạc với cái đối tượng Đạt này rồi mà cái đối tượng này vẫn ngoan cố không mang con gái nhà mình về. Kể cả mẹ luôn nữa, mẹ của đối tượng đó luôn nữa, À dặn vậy nói chung. vậy là gia đình đều biết hết chuyện này và vẫn cố tình bao che che giấu Che không giấu. cho con gái nhà mình về, bởi vì bản thân con gái nhà mình năm nay mới có 14 tuổi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đang là học sinh và đang ngồi trên ghế nhà trường. Hiện tại thì bé đang học lớp 8. Thật sự đây là một điều rất là tiếc. Bản thân anh chị rất đau lòng đúng không ạ? Đau chứ. Dạ, em biết và em hiểu được cảm giác đấy. Bởi vì bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình học hành tới nơi tới chốn đúng không ạ? Mà rất lấy làm tiếc rằng là lại bị đối tượng Đạt này dùng chiêu trò dụ dỗ để mà cám dỗ bé. Cái cuộc mà anh hay là chị liên lạc cho đối tượng Đạt thì anh chị có thể chia sẻ chi tiết rõ ràng cái nội dung mà mình nói chuyện với cái đối tượng Đạt nó như thế nào không ạ? Thì đầu tiên á là con mình nó báo là đã tới 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 Bình Dương rồi, là đang ở chỗ Đạt, thì có mẹ Đạt luôn. Thì là mình cũng nói chuyện là thôi bây giờ cứ cho hai đứa nó về, thì mình ở đây mình sẽ cho làm đám cưới, nhưng mà chỉ hứa không mà không có về. Mình qua tới nhà nhiều lần để mình xin cái địa chỉ nhưng cũng không cho, rồi bây giờ công an mời cũng vắng mặt không thấy ai tới hết. Thì thời gian này cũng mười mấy ngày làm bậc làm cha làm mẹ cho tôi rất là đau Rất đó. lo lắng, Lo dữ lắm. hoang mang, không biết con gái nhà mình hiện tại ngay cái thời điểm này như thế nào, có được an toàn không, có được khỏe không, đúng không ạ? Ăn gì, ngủ như thế nào? Có lần con điện về nói con bị đau bụng quá, rồi tôi nói như dao nó cắt chứ thật mà nói. Trên cái video này, bản thân anh làm cha có điều gì anh muốn tâm sự với con gái của mình không? Anh gọi tên con anh ra đi. Anh tâm sự đi anh. Cha là cha của Cầm nè, cha mong con mau về gia đình, cha mẹ nhớ con nhiều lắm. Tâm sự đi, tình cảm tâm tư của người cha dành cho con như thế nào Nếu anh cứ con tâm thấy được sự đi. video này, con mau sắp xếp về với gia đình mình. Chị là mẹ có điều gì muốn tâm sự với con không? Mẹ muốn kêu con về với con, tôi thì mới cầm về với cha với mẹ, cha mẹ rất nhớ rất thương con.
cứu về cha mẹ đi. Về nhà đoàn tụ cùng với cha mẹ và tiếp tục con đường cấp sách tới trường, Dạ. chuẩn bị năm học mới sẽ vào lớp chính đúng không Dạ đúng rồi. ạ? Thời gian này đang trong thời gian nghỉ hè. Dạ. Trên cái video này, anh trai thẳng thắn gửi gắm trực tiếp tới cái đối tượng Đạt. Cho đối tượng Đạt cơ hội 3 ngày. Nếu không dẫn con gái nhà mình về thì chắc chắn là cái khung hình phạt của đối tượng Đạt này chắc chắn là rất là cao và đi rất là xa. Dạ. Mời anh nói đi. Thì nhân dịp này thì cũng nói với chỗ Đạt á, là mau đưa đưa con chú về, nếu mà con trong 3 ngày con không đưa về á là con sẽ bị khởi tố, sẽ bị truy nã, tội nó sẽ nặng hơn. Con mau đem bé ra đi, đừng có để cho cha mẹ lo nữa. Chị nói đi chị. 3 ngày, cho cơ hội đúng 3 ngày. Mong Đạt đưa cháu bé về 3 ngày để cho bé về với gia đình, đừng để cha hai bên gia đình lo lắng. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây thật sự là một câu chuyện rất lấy làm tiếc của bậc làm cha làm mẹ. Khi mà trong cái hoàn cảnh con gái của mình bé mà mới 14 tuổi thì đang bị một cái đối tượng tình đạt, thì đối tượng này năm nay hai mấy ạ? Giờ sinh năm 2003. 2003 là 20 tuổi, đang bị đối tượng này rủ rỗ đi. Thì rất mong rằng cái video này khi mà đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị, cộng đồng mạng trong cùng như ngoài nước xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để cho giúp bé sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất để mà đoàn tụ cùng với cha mẹ cũng như là tiếp tục con đường tới trường. Còn cái đối tượng Đạt này mà nếu như trong 3 ngày mà không dẫn bé về cho gia đình thì chắc chắn rằng cái đối tượng Đạt này sẽ chịu một khung hình phạt rất là lớn, đi rất là xa và sẽ nhiều mùa xuân xa gia đình. Bởi vì cái hành vi của đối tượng Đạt này, thứ nhất là cái hành vi đã từng giao cấu với lại trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Và cái thứ hai là hiện tại bây giờ đang tiếp tục lầm đường lỡ bước, lạc lối, dẫn bé đi. Bởi vì bé năm nay mới 14 tuổi. Nếu như ngay và luôn dẫn bé về thì sẽ được sự bao dung cũng như là tha thứ của cha mẹ sẽ giảm đi, giảm tình tiết, giảm tội đi. Còn nếu mà cố tình thì chắc chắn rằng đánh đổi rất là lớn trong cuộc đời. Trong thời gian vừa qua, đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều vụ việc và đã cho rất nhiều thanh niên lên đường gọi là đi bóc lịch bởi vì cái tội giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Dạ. Nên mà hy vọng rằng cái đối tượng Đạt này có xem được cái video này thì hãy nhanh chóng đưa bé quay trở về nhà một ngày gần nhất để mà nhận được sự tha thứ cũng như là sự bao dung của gia đình cũng như sự khoan hồng của pháp luật. Còn nếu cố tình thì chắc chắn rằng cái hình thức, cái mức án sẽ rất là lớn. Hy vọng rằng bậc làm cha làm mẹ của Đạt mà vẫn đang tiếp tục hành vi đó là bao che cho con trai của mình thì xem được cái video này, hãy khuyên con trai của mình nhanh chóng đưa bé về. Đừng để mọi chuyện đi quá xa và cơ hội sẽ không còn nữa. Còn nếu bé mà xem được cái video này, thấy cha và mẹ của bé lên đây nhờ các chú đội sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Nếu con mà muốn về mà vẫn bị khống chế hoặc bị cái đối tượng Đạt không cho con về thì con hãy tìm đủ mọi cách để mà liên lạc với các chú qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách có hướng để mà giúp đưa con về nhà. Thật sự mà nói thì bản thân con tuổi đời còn rất nhỏ, 13, 14 tuổi chưa biết được ở ngoài xã hội như thế nào, rồi cuộc đời của con nếu mà không đi học đi hành thì cuộc đời của con về đâu. Không ai thương con bằng cha mẹ và không có ai tốt với con bằng gia đình. Nên bản thân chú hy vọng rằng con đang ở đâu đó xem được hình ảnh của cả cha và mẹ của con, hãy nhanh chóng thu xếp để mà về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Đó là cái điều mà bản thân chú mong muốn nhất cũng như là cha và mẹ con mong muốn nhất. Dạ rồi thì anh chị còn điều nào muốn chia sẻ không ạ? Thì cũng mong cho cộng đồng mạng chia sẻ, đừng giúp cho cháu nó mau về lại với gia đình. Dạ. Em hỏi một cái điều này rất là tế nhị và lịch sự. Bản thân anh chị có quan tâm con nhiều không? Rất là nhiều chứ. Có dành thời gian cho con không ạ? Có chứ.
Khi con đi học về nhà mình có thời gian để mình tâm sự với con không? Có chơi với con bình thường. Dạ, tức là mình vẫn dành trọn cái thời gian đúng không ạ? Dạ. Có bao giờ con gái nhà mình than phiền điều gì không? Ít lắm. Nó nói đó. Ít nói hả? Em cứ để cho con em nó tự do tự nhiên chứ em đâu có để con em bắt buộc con em làm cái gì đâu. Mình có chiều con không ạ? Nhà em cũng chiều con đó, con em ngủ tới trưa luôn á, em cũng cho nó ngủ tới trưa rồi bắt đầu tới giờ đi học rồi mới kêu Bé dậy. có cãi cha cãi mẹ không? Ít lắm. Ngoài việc Chúng học bé thì rất là ngoan. dạ, ngoài việc học cho bé có giúp được gì cho gia đình không ha? Thì cũng việc nhà rồi gì đó. Vậy là bé là giỏi rồi, tại vì Dạ. cái học lực của bé rất giỏi đúng không ạ? Dạ. Có được giấy khen không ạ? Có chứ. Dạ. Đều đều. Thật sự thì qua câu chuyện của anh chị thì các bậc làm cha làm mẹ em hy vọng rằng cái video này cũng là một cái lời thông điệp truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, hãy quan tâm con cái nhiều hơn đúng không ạ? Dạ. Hãy hiểu được con, hiểu được tâm lý của con cần gì muốn gì, và mình có một cái hướng cái cách để mà dạy dỗ con ha. Dạ. Để rồi thì cái sự việc của anh chị thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội, cũng như là nỗ lực lên các nẻo đường để mà tìm kiếm. Thì theo thông tin của anh chị thì vừa cung cấp rằng là con gái nhà mình hiện tại đang bị đối tượng Đạt dụ dỗ và đang ở Bình Dương Dạ. đúng không ạ? Bản thân anh chị hôm nay về đây có hy vọng rằng 1 2 ngày tới mình sẽ gặp được con không? Có chứ, cũng hy vọng là ở chỗ anh Hải đây sớm, cách nào đó bằng nghiệp vụ của mấy anh như thế nào đó sớm đưa con cháu về với gia đình Dạ. rất là biết ơn. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện vô cùng là đau lòng cũng như là rất là đáng tiếc. Thì em rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ cái video này, lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho bé sớm quay trở về. Và đây cũng là một cái video để mà truyền tải một cái thông điệp tới tất cả các bậc phụ huynh, cũng như là lời cảnh tỉnh cảnh giác tới những cái đối tượng mà đã và đang có ý đồ quen yêu quan hệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Hãy nên bỏ ngay cái ý đồ và cái hiện tượng đấy đi. Thì toàn bộ câu chuyện anh và chị vừa chia sẻ có đúng cái sự thật không? Đúng trăm trăm Nếu có gì sai trái thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước, trước pháp luật. hai vợ chồng anh chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Dạ thưa có. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, anh chị đồng ý không? Có. Vì sao em lại nói cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống? Tại vì cái thứ nhất là cái video này là một cái lời cảnh tình cảnh giác, cũng như là một cái thông điệp ý nghĩa truyền tải tới rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ và tất cả các em còn nhỏ để Dạ. mà học hỏi cũng như rút nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Dạ rồi thì một lần nữa em thay mặt đội hiệp sĩ của Thanh Hải chúc anh và chị, chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và đặc biệt là sớm nhận được tin vui là con gái nhà mình sẽ quay trở về một ngày gọi là an toàn nhất và sớm nhất. Hy vọng cái video này đăng tải lên cái đối tượng Đạt, nếu thật sự mà đang gọi là giữ bé nhà mình, dụ dỗ bé đi, thì hãy sẽ mang bé để mà về với gia đình sớm nhất. Khi mà đối tượng này mang bé về thì gia đình nhà mình có bỏ qua không ạ? Bỏ qua cho pháp luật xử lý thôi. Là mình gọi là mình giảm, mình bỏ qua Dạ, cho ha, bỏ pháp luật qua hết xử mức có thể ha, mình lý. không có ấy nữa ha. Dạ. Bỏ qua hả? Còn cái đối tượng này mà ngoan cố thì gia đình nhà mình gọi là cho đi xa luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi thì em xin phép là chào anh chị. Dạ. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ.